xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tia ra vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tia ra vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân xa. Chào đón quý vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Kính thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 30 trưa buổi sáng ngày thứ bảy, ngày 11 tây tháng 2 năm 2017. Hãy hiện xin mời quý vị cùng tham dự vào buổi diễn hành International Lunar New Year tại khu vực Ellipse thành phố Houston do dân biểu Hồ Bích Võ đại diện cho khu vực tiểu bang 149 Texas. Và xin mời quý vị cùng tham dự không khí diễn hành vui tươi chào đón một mùa xuân mới, xuân Đinh Dậu năm 2017 cùng với chúng tôi. Đây là năm thứ tư kể từ khi tập thể người Việt Tây Nam Cộng sản tại thành phố Houston, dân biểu Huy Võ đã có sáng kiến tổ chức diễn hành xe hoa để đón mừng Tết Nguyên Đán cho đồng bào Việt Nam, và cũng là dịp để chúng ta có cơ hội trình bày truyền thống văn hóa cổ truyền đón xuân của cộng đồng Việt Nam đến các cộng đồng bạn và người dân Hoa Kỳ. Tất cả anh chị em và kể như tập thể người Việt của chúng ta đã tụ họp lại với nhau và làm một cái cuộc diễn hành vào năm thứ tư, thì càng ngày sự hợp tác với những cộng đồng bạn với cộng đồng của chúng ta càng ngày càng đông đủ, tại vì người ta thấy cái sự trưởng thành và cũng như cái sự lớn mạnh của tập thể người Việt của chúng ta. Và ngoài ra thì những giới chức năm nay cũng đi tham dự rất là đông đủ chị, và có nhiều cái phái đoàn mới đã tham dự vô trong cái diễn hành xe hoa. Những cái phái đoàn đó là nhiều khi Hiệp Bột Võ không có biết tới nữa, nhưng mà họ kêu vô văn phòng và xin được tham dự vào trong cái cuộc diễn hành xe hoa và chị. And finally this, my dear friends, I wish everybody a happy new year in this the year of the rooster. But more importantly, I wish everybody a peaceful and prosperous new year. Because in this country, and we are a better country because the Vietnamese community is a part of it. America the beautiful is a more beautiful America because of the Vietnamese community, because of the Vietnamese culture, because of the Vietnamese language, because of the Vietnamese food, because of the Vietnamese people. God bless you and God bless the United States of America and the great Vietnamese community that's in it. Thank you. Mayor Turner đã dành thời gian với chúng ta ngày hôm nay. And happy New Year. It's good to be with you this morning. This is the fourth one. Of course, this is my second one to be in the parade this morning to be with you. Look, this New Year is celebrated by billions of people around the world. And for us to be in the most diverse city in the country, there's no other city that's more diverse than we. And in large part, it's because of the Vietnamese community that's within the city. I'm so proud to be with you. This is a new year. Chúc mừng năm mới. Người đã đứng đầu thành phố Houston để mà host Super Bowl 51 và mang về cho thành phố Houston $350 million. Thank you very much. Congratulations, Mayor Sylvia Turner. Prosperous New Year. I'm here with Commissioner Rodney Ellis's office, wishing you a very special Happy New Year. Xin chào và chúc công hỷ phát tài. Vâng, thưa quý vị, đoàn thanh niên đa hiệu là á hậu duệ của các cựu sinh viên sĩ quan xuất thân từ trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, là thế hệ thứ hai, thứ ba nối tiếp lý tưởng của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Phái đoàn của dân biểu Hiếu Bình Võ. Đây là cái truyền thống của tập thể người Việt của chúng ta tại thành phố Houston, và cảm ơn tất cả
quý đồng hương, các bác, các anh chị đã có mặt ngày hôm nay để mà tham gia và phô trương cái sự đoàn kết của tập thể người Việt của chúng ta. Một lần nữa, Hiệp Võ xin cảm ơn tất cả. Hiệp Võ Staff from Austin, Texas. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay có rất là nhiều đồng hương của chúng ta đã cùng ra ngoài và cùng tham gia vào buổi diễn hành. Thì ngày hôm nay một trong những đồng hương có mặt ở đây thì xin mời cô chia sẻ cảm nghĩ của mình lúc này thưa cô. Okay. Hôm nay buổi diễn hành lần thứ tư tại Houston rất là vui, tại vì tôi cũng nhà cũng gần đây, thành ra cũng đi hình như là every year đều có đi hết. Mà mỗi lần đi thì cái cảm xúc nó cũng rất là... mình cảm thấy là vui, rất là vui. Nhìn thấy lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa rồi lúc rồi được chào cờ, được hát, tôi rất là vui. Và tôi với lại tại vì là cái gốc cũng là gốc lính, bố là lính và chồng cũng là lính, thành ra là luôn luôn ủng hộ tất cả những sinh hoạt của Houston. Happy New Year! Xin quý vị một tràng vỗ tay. Navy SEAL thêm sức lực lượng đặc biệt xuất khẩu. Trung tướng Trang Sĩ Tâm, cảnh sát quốc gia. Chúng tôi xin cảm ơn và chúc mừng Thiếu tướng Trang Sĩ Tấn được một năm mới thật an khang và thịnh vượng. Hội cựu chiến binh sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam đã cung ứng cho chiến trường 4 vùng chiến thuật tất cả 29 khóa sĩ quan với tổng số hơn 7.000 sĩ quan, cũng luôn nuôi dưỡng tinh thần tự thắng để chỉ huy. Hội phụ nữ Long Biên là những nàng dâu võ bị luôn sát cánh bên chồng trong mọi hoàn cảnh, tình nhục có nhau, chăm sóc mẹ già và nuôi nấng dạy dỗ con thơ. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho hội phụ nữ Long Biên năm nay chơi trội. Sự liên kết của các chị cho đoàn phụ nữ Long Biên như chất keo nối kết tình tự võ bị. Biên đồng quân là một người chiến sĩ đồng quân mới sát thần hổ quái hùng và dũng cảm đã làm kiếp đảm địch quân qua những chiến trận kinh hồn. Lực lượng cảnh sát quốc gia được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1971. Lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa được cải tổ thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia giống như quân đội Việt Nam Cộng Hòa để đáp ứng với tình hình chiến sự gia tăng tại miền Nam Việt Nam với quân số lên đến 120.000 người được tổ chức thành các đơn vị chính yếu. Xin chào mừng những chị trong nhóm Cảm ơn Anh để tri ân những người đã góp máu bảo vệ Việt Nam. Cảm ơn em. Và cũng để bù đắp phần nào những đau thương bất hạnh, người Việt hải ngoại đã tổ chức những chương trình để trợ giúp cho thương binh chiến sĩ còn lại ở Việt Nam. Và chúng ta đã có gần 70 phái đoàn xe hoa trong hội đồng thành phố công của người Việt và cả người Mỹ, rất là thành công, là vui vẻ. Và ngoài ra chúng ta thấy là năm nay hơn năm ngoái một vài hội đoàn, đó là một sự thành công lớn, là nhờ công sức của tất cả các anh chị em trong ban tổ chức. Hoàng thì đóng góp một phần rất nhỏ thôi. Hy vọng là năm tới thì quý đồng hương, quý vị sẽ quảng cáo thêm, phổ biến thêm để nhiều người biết đến, và các cơ sở Việt Nam chúng ta sẽ đóng góp và thật nhiều hơn nữa. Đó là những cái thành công mà Hoàng là rất là vui, kính thưa quý vị. Dĩ nhiên cái tổ chức nào cũng rất là khó khăn, là chúng ta cần vấn đề tài chính, thì càng có nhiều phái đoàn tham gia thì chúng ta có nhiều sponsor bảo trợ thì chúng ta sẽ đỡ về vấn đề tài chính. Ngoài ra còn vấn đề nhân sự thì ta nếu mà có đông người thì chúng ta sẽ làm ít đi, còn nếu mà có ít người thì chúng ta là phải làm gấp 3, gấp 4 lần. Thì hy vọng là những volunteer sẽ những năm tới sẽ đóng góp nhiều hơn, ban tổ chức rất mong được như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón phái đoàn trường Đại học Houston của chúng ta. Mà quý vị nào có con em đi học tại trường Đại học Houston chắc chắn là biết về đội banh này, và chúng ta sẽ ủng hộ gà nhà. Hội CSS chủ trương con đường hàm dung vượt ra ngoài những ranh giới dị biệt văn hóa và tôn giáo tạo ra.
sứ mạng của Hội Từ Bi Phụng Sự là thành tựu người tu đạo Bồ Tát. Tôi đi Excel Learning, ngụ tại số 11936 đường Bel Air. Đây là một nhóm để chuyên thực hiện những điệu nhảy gọi là Korean Form Dance. Đây là một trong những hình thức nhảy múa lâu đời nhất tại Hàn Quốc. Mình tới đây rất là vui khi tham gia xem cái chương trình biểu diễn của cộng đồng người Việt Houston của mình. Có rất nhiều nhóm tham dự và Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo và các đại diện cảnh sát Houston. Cuộc diễu hành rất là đẹp, có nhiều màu sắc. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh do nhóm phóng viên của Đài Việt TV chúng tôi ghi nhận tại thành phố Houston về buổi diễn hành International Lunar New Year năm 2017. Ái Hiền rất là cảm ơn quý vị đã cùng tham dự với chúng tôi. Ái Hiền xin chào và chúc cho quý vị có một năm mới thật là hạnh phúc và cát tường. Houston và quận Eric bảo vệ an ninh cho thành phố của chúng ta. Xin quý vị một càng phát thay thiệt lớn, thiệt dài. Harris County Sheriff Department. Happy New Year!